Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xuân TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vẽ tranh về cô tiên ở trên đĩa nhé. Và những chiếc đĩa như thế này ngày xưa hầu như gia đình nào cũng có đúng không? Và hiện tại thì nhà mình vẫn còn những chiếc đĩa này đấy. Trước tiên các bạn hãy vẽ cho mình một gương mặt hơi nghiêng về bên trái một chút. Vị trí thì ở gần trên đỉnh tờ giấy và hơi nghiêng sang bên trái một chút nhé. Và phía trên nhớ để lại một phần kha khá để tí nữa chúng ta vẽ búi tóc ở trên đỉnh đầu nha. Sẽ có một chút xíu tóc mai ở hai bên tai nhé, và quắp vào bên má, thế cho nên là về má bên phải thì sẽ hướng vào má, còn bên trái thì sẽ hướng ra ngoài một chút. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ vẽ tai, và bên kia thì sẽ không nhìn thấy tai, các bạn vẽ thêm hoa tai nữa nhé. Rồi chúng ta sẽ vẽ phần đầu. Ở trên đầu sẽ có một chút xíu hoa. Các bạn chỉ cần vẽ những nét run run thôi, không cần phải chính xác 100% đâu, vì nó chỉ là hoa trang trí ở trên đầu thôi. Và phần này sẽ là phần tóc, phần nọn tóc bẻ cong lên và sẽ có hai cái. Và phần tóc mái thì hơi cong và ngắn nhé, đúng kiểu cô tiên, giống như là cái phong cách trang điểm trong bộ phim Hồng Lâu Mộng ý. Cái nữ diễn viên là có cái phần tóc mái trên cong lại và ngắn, còn phần miệng thì nhỏ xíu. Nó vẽ lông mày rất là đẹp, còn phần môi thì tô son rất là nhỏ nhắn, rất là hay. Chúng ta có thể phớt qua bút chì để trông ra hình dáng hơn một chút, chứ còn thực ra tí nữa chúng ta cũng vẽ đi thôi. Các bạn hãy kẻ những cái đường gạch ngang như thế này ở phía trên để chúng ta vẽ mắt và lông mày cho dễ nhé. Và phần dưới thì sẽ vẽ mũi và miệng. Cái miệng chúng ta vẽ nhỏ xíu xinh xinh thôi nha các bạn. Đó, phần mũi thì là mặt hướng về bên trái thì chúng ta vẽ một cái đường mũi như thế kia đơn giản thôi, vì chúng ta không có vẽ chuyên sâu như chân dung, thì chúng ta chỉ vẽ tượng trưng một chút thôi. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ vẽ phần cổ hơi nghiêng một chút, thì khi người nghiêng thì cái phần sống giữa của áng sẽ hơi nghiêng theo một chút. Và phần vai thì sẽ thoải xuống, vai này sẽ chĩu xuống và tay sẽ bưng đỡ một đĩa đào tiên thật là to luôn. Các bạn đã biết đến cô tiên ở trong đĩa rồi, nhưng các bạn có biết nguồn gốc thực sự như là truyền thuyết về vị tiên này là sao không? Thực chất đây chính là ma cô tiên nữ đấy. Theo truyền thuyết của người Trung Hoa thì ma cô tiên nữ như đại diện cho tuổi thọ ấy các bạn ạ. Theo truyền thuyết của người Trung Hoa, hàng năm cứ vào ngày 3 tháng 3 thì ma cô tiên nữ sẽ đến dâng lễ mừng thọ Tây Vương Mẫu. Chính vì thế mà từ đời nhà Thanh là người Trung Hoa đã có cái việc là vẽ họa tiết hình cô tiên, ma cô tiên nữ bưng một đĩa đào ở trong những chiếc đĩa đấy. Và bức vẽ này được gọi là ma cô hiến thọ đồ các bạn nhé, ma cô hiến thọ đồ, rất là thú vị đúng không ạ? Bức vẽ này được sử dụng đầu tiên vào thời Khang Hy nhà Thanh, sau đó được phổ biến rộng rãi hơn. Vậy là chúng ta đã vẽ xong được một đĩa đào rất là to, những trái đào thật là mập đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nốt tay bên này nhá. Tay bên này thì sẽ cao hơn một chút. Chỗ này thì chúng ta sẽ vẽ bàn tay đỡ lấy đĩa đào, thì tay này thì sẽ có ngón tay út chĩa ra một chút để trông thật là điệu hơn. Và có đeo một chiếc vòng bằng ngọc, thì chúng ta sẽ dùng màu xanh ngọc chúng ta tô. Ở trong ảnh gốc và trong đĩa thì cái tay áo của tiên nữ này ấy, cái ống tay nó nhỏ lắm, thì mình thấy trông nó rất là cứng, mình muốn cho to lên một chút xíu nên là mình đã chỉnh sửa một chút, đó là mình cho cái phần cổ tay áo to hơn một chút, nên là không giống trong đĩa ở chỗ này thôi, để cho nó trông mềm mại thướt tha hơn ý. Thường thì tiên nữ tay áo rất là dài luôn. Ở hai bên của cổ áo các bạn vẽ những cái đường nửa hình tròn bằng hai lớp như thế này nhé. Còn phần họa tiết các bạn cứ dùng những nét ngoằng ngoằng như thế này thôi này cũng được rồi này, các bạn không cần phải vẽ kỹ quá.
ở trong họa tiết nó cũng rất là nhỏ nên mình cũng không nhìn rõ nữa, nhưng chỉ cần vẽ như thế này thôi và chúng ta tô màu thì nó cũng ổn rồi. Và vẽ thêm một lớp áo ở bên trong nữa, phần đó chúng ta sẽ để màu trắng. Ở vị trí khuỷu tay các bạn vẽ những cái đường vòng như thế này, uốn lượn như thế này. Đây chính là cái dải lụa được vắt qua cánh tay và ra đằng sau lưng rồi vắt vào tay kia. Còn hai phần đầu dây sẽ buông xuống phía dưới cánh tay. Thì thường hết các vị tiên nữ trong những bức tranh của Trung Quốc thì đều có những cái này. Ở trong bức vẽ trước của mình cũng như vậy đấy. Đối với chị Hằng Nga cũng sẽ có. Và đây sẽ là phần đuôi tóc. Do là cô tiên nghiêng ngừa nên tóc sẽ bay xéo ra bên trái như thế này. Trông rất là hay đấy các bạn ạ. Còn ở vị trí này các bạn cứ vẽ những cái gần như là hạt thóc ấy, nhọn nhọn dài dài như thế này này. Đó, và khi nữa chúng ta sẽ dùng màu xanh là mạ và màu xanh là cây để tô. Màu xanh là cây chúng ta sẽ tô phần trong, còn phần ngoài thì chúng ta sẽ dùng màu xanh là mạ. Tức là chúng ta tô đậm ở phần gốc của những cái ngọn không biết gọi là cái gì luôn. Cứ cho là ngọn cỏ đi, còn phần chóp thì chúng ta sẽ để lại màu xanh nhạt. Đây chính là phần dưới của dải lụa, phần đầu dây thì sẽ buông phía dưới như thế này. Các bạn càng vẽ uốn lượn nhiều thì trông nó càng bay bổng càng đẹp nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ phần thân dưới của váy này. Các bạn để ý kỹ đoạn này, mình sẽ để chậm lại một chút này để các bạn dễ vẽ này. Đấy, những cái đường uốn lượn như thế này này, để cho cái váy nó có độ gấp trông hay hơn đấy, chứ đừng vẽ một đường thẳng thì xấu lắm. Và ở đây chúng ta sẽ vẽ một dải vải buông xuống cong lên như thế này. Đó, các bạn để ý kỹ nhé, không khó đâu ạ. Chúng ta sẽ vẽ nốt cái phần đầu còn lại của dải lụa vắt ở trên tay và sau lưng của cô tiên nha. Còn từ những vị trí này chúng ta kéo lên, từ những vị trí gấp ở phía dưới chúng ta kéo lên, tạo thành những nếp nhăn khi mà váy của chúng ta rúm lại ấy, và có độ xòe phía dưới ấy. Vẽ thêm một chút đường viền này. Đó, vị trí này sẽ cao hơn một chút vì chỗ này là nhô lên này. Đấy, rồi chúng ta sẽ vẽ một bông hoa ở trong. Đó, đây là những cái đường ở trong, bên trong của cái lớp váy ngoài. Ta sẽ vẽ một bông hoa rất là đơn giản, có nhiều cánh khá là tròn trịa thôi. Chỗ này họa tiết rất là dễ. Đối với phần chân ở bên trong thì sẽ có cái độ đứng vắt chéo chân một chút, một chân bước lên, một chân thoải ra sau khi mà đứng nghiêng như thế này. Đấy thì sẽ váy sẽ có dạng như vậy. Và chúng ta sẽ vẽ những đám mây bằng những đường lòng vòng ở bên ngoài như thế này, giống như bức đối với Hàng Nga mình cũng vẽ kiểu như vậy đấy. Vẽ thêm một sợi dây buông xuống, đây chính là sợi dây của cái nơ ở phần trước ngực áo buông xuống đấy. Lúc đầu vẽ bút chì là mình vẽ hơi ngắn. Và sau khi vẽ xong hết rồi, chúng ta sẽ dùng bút mực để chúng ta tô lại và tẩy sạch nếp bút chì đi nha. Hồi nhỏ các bạn đã từng vẽ bức tranh này chưa? Mình hồi nhỏ vẽ thì xấu lắm nên là cũng không còn giữ lại nữa, nên không biết, cũng không nhớ hồi đó vẽ trông như thế nào nữa, nhưng chắc là xấu lắm. Bây giờ mình vẽ thì đỡ xấu hơn rồi phải không các bạn? Thì các bạn hãy thử vẽ xem, nếu mà thành công thì hãy comment xuống bên dưới cho mình xem với nhé.
Các bạn nhớ tô cẩn thận đừng để bị trạch ra ngoài nhé. Đối với những cái phần như dây lụa, các bạn có thể dùng bút mực các bạn tô lại hơi khác một chút, hơi lệch một chút cũng được chẳng sao. Hoặc các bạn lúc vẽ bút chì mà chưa theo ưng ý, các bạn điều chỉnh bằng bút mực theo ý muốn. Còn riêng phần gương mặt ý, rất là khó và chỉ cần sai sót một chút thôi là nó sẽ hỏng hết. Nên là phần mặt ý, rất là cái đường vòng bên ngoài mặt này, mắt mũi miệng này, các bạn cần hết sức cẩn thận, vẽ thật là chậm nha. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu, dùng màu đen để tô tóc, màu hồng để vẽ phần hoa trên đỉnh đầu và dùng rất là nhiều màu sắc để vẽ phần váy, phần dải lụa. Đối với phần hoa trang trí ở trên tóc thì các bạn nên tô đậm ở giữa, còn bên ngoài các bạn tô nhạt để tạo chiều sâu cho bông hoa cho nó đẹp nhé. Thường thì dùng màu chì vẽ những chi tiết nhỏ như này thì dễ hơn, giấy thì giấy A4 thôi nên là không vẽ to được. Quay thì nếu mà để giấy to thì khó quay lắm các bạn ạ, nên là mình chỉ quay được giấy A4 thôi. Mà thường các bạn cũng chỉ vẽ giấy A4 thôi đúng không? Rồi chúng ta sẽ lấy màu da để chúng ta tô phần gương mặt, phần cổ này, phần tay này. Còn chân thì có váy che rồi không phải tô nữa. Các bạn hình dung dải lụa thì nó mảnh và nó bẹp, thì nó sẽ có hai mặt. Thì ở dải lụa ở trong đĩa này thì một mặt màu xanh dương, một mặt màu hơi vàng vàng. Và khi mà cái dải lụa nó uốn cong như thế này thì sẽ có đoạn nó sẽ ngửa cái mặt dưới lên, có đoạn nó ngửa mặt trên lên. Nên là chúng ta sẽ tô, có những đốt chúng ta tô màu xanh, có những đốt chúng ta tô màu vàng nhé. Đấy, chứ không phải là dây này là nó kiểu là nó đẹp theo nó màu nó trộn vào nhau đâu, mà nó sẽ có hai mặt, mặt trên và mặt dưới, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu vàng nha các bạn.
Cái khúc này mình dừng máy, mình lại quên không bật nên là mình chót tô xong mất phần lá xanh xanh lá cây kia mất rồi. Nhưng các bạn nhìn kỹ nhá, là các bạn chỉ cần tô thật là đậm màu xanh lá cây ở phần gốc, còn phần ngọn thì các bạn tô màu xanh lá mạ để tạo cái độ tự nhiên cho cái phần đấy, như thế là được nha. Đối với lá ở trên đĩa đào cũng thế, tô ở phần trong, phần giữa là màu xanh đậm, còn phần chóp của lá chúng ta tô màu xanh lá mạ là ok. Đối với quả đào thì mình chỉ tô chóp màu hồng đậm theo cái đường tia tia lúc mình vẽ, và tô mờ nhạt theo đường viền bên ngoài hình vẽ của quả đào thôi, còn trong mình cứ để màu trắng nhé, hoặc là màu hồng nhạt. Chỗ này mình sẽ dùng màu hồng đậm để tô, và sau đó thì tí nữa dùng màu đen để vẽ những cái đường vòng 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 một lúc mình vẽ bằng bút chì ấy. Mình hơi sai lầm chút là đáng nhẽ lúc tô lại bằng bút mực nét nhỏ thì mình nên vẽ cái đường đấy trước rồi tô màu thì hợp hơn, mình sợ nó đậm quá nên là mới để lại sau và định dùng cái màu khác đậm hơn màu hồng để tô để vẽ những cái đường họa tiết đó. Thế nhưng mà mình thấy là khi tô màu rồi vẽ những cái màu khác lên nó không ăn lắm ấy, cho nên là hơi sai lầm. Thì cũng không sao, cái lỗi này cũng không phải to quá thì mình vẫn có thể sửa được. Lát nữa mình sẽ dùng màu đen mình tô lên để mình vẽ những cái đường lòng vòng họa tiết đó. Và tiếp tục ở phần dưới này mình cũng sẽ làm thế như lúc nãy mình vừa nói. Và cái phần xanh lá cây này chúng ta tí nữa chúng ta cũng sẽ vẽ những cái đường họa tiết như vậy nha. Màu sắc rất là đẹp đúng không các bạn? Màu xanh lá cây và màu hồng hòa quyện lẫn nhau thật là nổi bật. Đối với phần dưới thì các bạn hãy tô viền màu hồng nhạt này. Bông hoa ở trong thì màu hồng à. Bông hoa bên trong màu hồng đậm. Còn cái khoảng nền bên ngoài của hình ô vuông thì chúng ta sẽ dùng màu tím đậm để chúng ta tô. Cái dải vải bên trong này thì mình thấy có màu cam ấy, cam hơi hồng hồng, cam đất. Thì xong rồi mình thấy tô đậm lên ổn hơn nên là mình tô hơi đậm. Nếu mà để màu nhạt như ban đầu có lẽ là ok hơn ấy. Tô xong rồi hơi hận một chút, nói chung là cũng không sao, không phải là sai sót quá lớn đúng không các bạn? Và phần váy ở dưới nó giống như là cái phần áo, tay áo vậy, nó là phần áo, phần đồ bên trong. Bạn sẽ dùng màu hồng nhạt chúng ta tô, còn những cái nếp nhăn thì chúng ta sẽ tô đậm hơn một chút, chúng ta nhấn lên để trông tự nhiên hơn nha. Còn đối với đám mây thì chúng ta sẽ tô phần viền và nhạt dần về bên trong, và dùng màu nâu đất để chúng ta tô, nâu rêu. Cũng không rõ là màu gì, màu chì này nó chia ra nhiều màu khác nhau lắm nên là nhiều màu mình không biết gọi tên ra sao. Ví dụ như màu hồng sẽ có nhiều cấp độ từ đậm đến nhạt luôn, chứ không phải chỉ có một hay hai màu đâu. Như vậy là tô rất là đơn giản rồi đúng không các bạn? Phần mây này rất là dễ tô luôn.
Vậy là mình đã vẽ xong và tô màu xong bức tranh cô tiên ở trên đĩa rồi. Chúc các bạn vẽ thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.